Đây là mình quay cho anh Kiểm các bạn. Anh Kiểm xe cơ giới 50.5V của Việt Nam. Đây là review cho các bạn anh Kiểm. Giờ đang nghỉ trưa rồi. Xe mình đậu nó cũng bị đưa vô đăng kiểm. Đây là cục đăng kiểm Việt Nam nha, chút đưa xe vô đây là theo một cái quy trình kiểm tra các phụ tùng. Nó đạt chất lượng mới được cái phía kiểm định mà mình lưu hành trên đường nha. Đây, không một chiếc xe container thì cũng bị đưa vô đăng kiểm chứ một chiếc xe tải. Buổi trưa thì gắn bộ nghỉ hết rồi. Xe của mình cũng đụng ra đăng kiểm này. Đang chuẩn bị vô làm hồ sơ nha. Đây, chào mọi người.